Đây là máy rông ren nặng 25 cân. Nó công suất của nó là 3,5 HP. 1 tiếng nó tiêu hao nhiên liệu là tầm 0,3 lít xăng trên 1 giờ hoạt động. Và nó nhỏ gọn, nó phù hợp với địa hình đồi núi này và vào những địa hình phức tạp như ví dụ như là đi dãy cỏ ngô này. Vào làm cỏ vườn những cái địa hình nó đồi núi phức tạp, nó nhỏ gọn, nó đi di chuyển nó rất là dễ. Điều khiển nó rất là dễ. Đây là mình test cái chức năng dãy cỏ ngô nhé. Hôm nào mình sẽ làm cái chức năng mang lên đồi đi. Hôm nào mang lên đồi để làm cỏ cỏ cam, cỏ bưởi hoặc là cỏ những cái các loại khác, xới đất hoặc là bón phân. Máy kèm theo máy nó có bộ dãy cỏ và bộ xới đất mọi người nhé. Sẽ mang cái máy rông sen nặng 25 cân này đi làm cỏ ngô mọi người nhé. Rồi, khởi động nhé. Đã bật đâu rồi này? Bật chưa? Nó thấy chạy đâu.
nha mọi người, đi rất là sạch luôn này. Sạch bóng luôn. Hàng ngô này nó được bao nhiêu đây? 2 này. 50 phân. Hàng ngô này 50 phân. Đó, đi sạch luôn. Rất là sạch. Đây mình sẽ đi tiếp mấy hàng nữa cho mọi người xem nhé. Đấy, một luống ngô đi có 2 phút đồng hồ xong là sạch bóng luôn này. Đấy, sạch bóng luôn. Con này mấy này thì